Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? đầu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh, vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán máy móc, phụ tùng, sản xuất hóa chất cơ bản. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, Việt mở và điều hành 15 công ty, một cửa hàng có tên Âu Lạc. Ông chủ Việt Á chủ yếu dùng pháp nhân của các công ty này để làm quân xanh, cung cấp báo giá khi hợp thức hồ sơ đấu thầu các gói mua sắm kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư tại các địa phương. Đầu năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt cho Học viện Quân y thực hiện đề án nghiên cứu bộ kit xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 với kinh phí gần 19 tỷ đồng trích từ ngân sách nhà nước. Cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn, khi đó giữ chức phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y, được giao làm chủ nhiệm đề tài. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó của Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo buộc với động cơ vụ lợi đã yêu cầu ông Sơn đưa công ty Việt Á vào cùng tham gia đề tài. Sau khi biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sở hữu của công ty Phan Quốc Việt, giao tổ nghiên cứu tiếp tục phát triển để sản xuất kit xét nghiệm. Phòng sản xuất kit Việt Á được đặt tại khu phố Bình Đường 2, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đủ máy móc, thiết bị, nhân viên sản xuất, kiểm tra chất lượng. Sau khi sản xuất thử nghiệm lô hàng 200.000 kit xét nghiệm đầu tiên bán cho Bộ Y tế, Việt bắt đầu chi tiền cho nhiều quan chức để được hỗ trợ cấp số đăng ký lưu hành nhanh nhất, sớm đưa vào kinh doanh. Cách thức chung của Việt Á trong hành trình biến đề tài nghiên cứu nhà nước thành của riêng rồi móc ngoặc bán kit xét nghiệm cho các địa phương từ Bắc tới Nam là dùng tiền hoặc rất nhiều tiền, chỉ lót tay cho một số quan chức để được giúp đỡ thông thầu, trúng thầu. Chỉ tính riêng khoản hối lộ, Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã chi cho các cựu quan chức số tiền lót tay lên tới hơn 106 tỷ đồng. Người đầu tiên được Việt hối lộ là ông Trịnh Thanh Hùng vì đã có công giúp Việt Á được tham gia đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm. Ông Hùng được Phan Quốc Việt hối lộ 350.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 8 tỷ đồng. Tiếp đến, để kit xét nghiệm được cấp phép lưu hành ông chủ Việt Á tìm cách đi cửa sau, chi số tiền lớn hối lộ một số cựu lãnh đạo Bộ Y tế. Trong đó, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận 2,25 triệu đô la Mỹ, thư ký Nguyễn Huỳnh nhận 54 tỷ đồng, đưa cho ông Long 50 tỷ và hưởng lợi 4 tỷ. Cụ thể, dịp gần Tết Nguyên đán 2021, ông Long chỉ đạo Huỳnh bảo Việt đưa 1 triệu đô la Mỹ để xử lý công việc. Lần thứ hai, Việt đưa 1 triệu đô la Mỹ cũng do ông Long đề nghị chi phí xử lý công việc. Một lần khác, tại phòng khách quốc tế trụ sở Bộ Y tế, Việt gặp ông Long để bàn về việc sản xuất vaccine phòng dịch COVID-19 và đưa cho cựu bộ trưởng một túi vải màu xanh bên trong đựng 50.000 đô la Mỹ. Còn thư ký Huỳnh, trong một buổi ăn cơm với Việt tại nhà riêng, đã tâm sự mua ô tô sang phải vay ngân hàng nên đã được Việt chỉ đạo cấp phó của mình đưa 2 tỷ đồng để Huỳnh trả tiền vay. Hai vụ trưởng thuộc Bộ Y tế cũng nhận hối lộ, một người 300.000 đô la Mỹ và một người 100.000 đô la Mỹ. Ông Long bị cáo buộc trực tiếp can thiệp và chỉ đạo cấp dưới tác động để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá, phân bổ và thanh toán tiền kit xét nghiệm. Thậm chí, cựu bộ trưởng còn đứng ra giới thiệu Việt Á với lãnh đạo một số địa phương để giúp công ty này tiêu thụ kit xét nghiệm. Sau khi kit xét nghiệm Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, Phan Quốc Việt tiếp tục nhờ cựu bộ trưởng Long, thư ký Huỳnh, cựu cán bộ văn phòng chính phủ Nguyễn Văn Trịnh can thiệp tác động đến một số lãnh đạo cấp tỉnh của các địa phương để Việt Á được tiêu thụ sản phẩm. Kết quả điều tra xác định Việt Á đã thông thầu tại 21 địa phương để được cung cấp kit xét nghiệm với giá đã nâng khống, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Một trong những địa phương có sai phạm nghiêm trọng liên quan Việt Á là Hải Dương. Năm 2021, địa phương này công bố dịch đợt 3, nhưng thời điểm đó, chính quyền đang sử dụng loại kit xét nghiệm có giá dưới 200.000 đồng một kit để chiếm lĩnh thị trường kit xét nghiệm Hải Dương. Việt đã nhờ ông Long và Huỳnh tác động đến cựu bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng. Được bí thư tỉnh ủy đồng ý, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch ban hành nhiều văn bản có nội dung giao CDC ký hợp đồng với Việt Á. Quá trình được ghi xét nghiệm về bán độc quyền tại Hải Dương, Việt còn thỏa thuận chia 20 đến 30% giá trị ngoài hợp đồng cho giám đốc CDC Phạm Duy Tuyến. Ông Tuyến sau đó đồng ý cho Việt Á cung cấp thiết bị trước rồi làm hồ sơ hợp thức quyết toán sau. Kết quả, năm 2021, Việt Á trúng 4 gói thầu ở Hải Dương, trong đó có hơn 220.000 kit xét nghiệm gây thiệt hại 73 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi hối lộ cho cựu giám đốc CDC tỉnh này đến 27 tỷ đồng. Tại tỉnh Bắc Giang, ông chủ Việt Á thỏa thuận với cựu giám đốc CDC tỉnh này về việc cung cấp 2.000 kit xét nghiệm để sử dụng trước. Sau khi dùng, CDC Bắc Giang mới hợp thức hóa chứng thư thẩm định để ký thanh toán gói thầu Tiếp đó, Phan Quốc Việt ủy quyền cho công ty Phan Anh cung cấp kit xét nghiệm cho CDC Bắc Giang cũng theo phương thức cung cấp thiết bị trước, hợp thức hóa hợp đồng sau. Sau mỗi gói thầu, Việt Á sẽ thông qua công ty Phan Anh để chia phần trăm ngoài hợp đồng cho CDC Bắc Giang với tổng số tiền 45 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, Việt Á đã cung cấp cho CDC Bắc Giang hơn 300.000 kit xét nghiệm và đã được thanh toán 150 tỷ đồng. Giá thực tế chỉ là 143.000 đồng một kit nhưng Việt Á đã bán với giá 570.000 đồng, nên thiệt hại mà doanh nghiệp này gây ra ở Bắc Giang là 105 tỷ đồng. Tương tự, Việt Á vươn vòi cung cấp kit xét nghiệm tại 19 tỉnh thành khác với thủ đoạn thông thầu, cung cấp thiết bị trước, hợp thức hóa hợp đồng sau. Hành vi này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tại các địa phương như Bình Dương 55 tỷ, Đồng Tháp 79 tỷ, Hà Nội 14 tỷ, Nam Định 14,5 tỷ, Nghệ An 16 tỷ truy tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, với thủ đoạn gian dối, ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Ánh, sinh năm 1982, trú tại xã Trung Giả, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, khoảng 4, điểm A, Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng truy tố, Lê Thị Ánh làm việc tại phân xưởng Composite xí nghiệp sản xuất vật tư kỹ thuật và lắp ráp ô tô, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 49, Bộ Tư lệnh Công binh, gọi tắt là xí nghiệp X143, đã phục viên theo quyết định số 134 ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Công binh. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Ánh dùng thủ đoạn gian dối nói với các bị hại về việc Ánh cần ứng tiền mua vật tư cho xí nghiệp X143. Do sau 3-6 tháng, xí nghiệp X143 mới thanh toán trả tiền cho Ánh hoặc ánh nói cần tiền để đấu thầu mua tài sản của xí nghiệp X143 để các bị hại tin tưởng cho ánh vay tiền. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, với thủ đoạn gian dối nêu trên, ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Số tiền này, ánh sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Đến nay, ánh mới khắc phục được cho các bị hại tổng cộng 70 triệu đồng. Trong số các bị hại mà ánh đã lừa đảo, bà Phạm Thị Tê, hàng xóm của ánh bị chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Năm 2014, ánh nói dối bà Tê về việc ánh được xí nghiệp X143 giao nhiệm vụ mua vật tư nhưng xí nghiệp không đưa tiền trước, ánh phải ứng tiền sau 3 đến 6 tháng sau mới được quyết toán và đặt vấn đề vay tiền của bà Tê. Ánh cam kết khi nào xí nghiệp quyết toán sẽ trả tiền cho bà Tê. Tin là thật, từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, bà Tê đã 28 lần cho ánh vay tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Mỗi lần vay, ánh đều viết giấy vay tiền đưa cho bà T, ánh sử dụng toàn bộ số tiền bà T cho vay để chi tiêu cá nhân hết. Ngày 18 tháng 11 năm 2017, ánh viết đơn xin phục viên gửi xí nghiệp X143 và đến ngày 20 tháng 11 năm 2017, ánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, bà T làm đơn gửi đến công an huyện Sóc Sơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Ánh, đồng thời giao nộp các giấy vay tiền cam kết trả nợ do ánh viết. Đến nay, ánh chưa khắc phục trả lại số tiền chiếm đoạt cho bà T. Một bị hại khác, bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1967, trú tại xã Trung Giả, Sóc Sơn, Hà Nội, có quan hệ quen biết với gia đình ánh. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, Lê Thị Ánh đã nhiều lần đến nhà gặp bà T và nói dối vay tiền của bà T để mua vật tư cho xí nghiệp X143. Tin là thật, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, bà T cho Ánh vay nhiều lần với tổng số tiền 200 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận là 3% trên tháng. Ánh cam kết hứa hẹn khoảng 3 tháng sau khi xí nghiệp thanh toán thì ánh sẽ trả lại bà T. Sau đó, ánh không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết rồi bỏ trốn.